Xin chào quý vị và các bạn, và sản phẩm ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn, nó có tên là SRVKM2100U2. Sản phẩm mic thu âm đến từ nhà sản xuất Saramonic. Và chiếc mic này có gì đặc biệt thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Và đây là một bộ mic thu âm đa năng, nó có thể sử dụng được cho điện thoại smartphone, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng được với máy tính laptop hoặc là máy tính bàn. Ok, và sản phẩm của chúng ta gồm những phụ kiện gì thì ngay sau đây thì mình sẽ bóc hộp để các bạn có thể theo dõi nhé. Và điều đầu tiên mình đã đặc biệt ấn tượng với những dòng sản phẩm mic thu âm đến từ nhà sản xuất Saramonic mà so với các dòng khác nó không có được, đó chính là những hộp bảo vệ, cái case bảo vệ dành cho mic nó rất là chắc chắn và nhìn rất là xịn sò, đúng không nào? Ok, đây chính là một chiếc hộp chống sốc để giúp bảo vệ mic cũng như là để giúp cho các bạn có thể tiện đi lại di chuyển nó dễ dàng hơn với những người thường xuyên phải sử dụng những cái bộ mic kiểu như thế này. Đó, hộp rất là chắc chắn nha. Bên trong này thì chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên là mình đã có một sách hướng dẫn sử dụng. Rồi, ở đây thì là phần thân mic. Đây, như các bạn có thể nhìn thấy, bộ mic này thì nó được dùng cho điện thoại. Thì ví dụ như là trong trường hợp các bạn dùng điện thoại, một số dòng điện thoại có cái cổng Type-C. Một giới hạn một chút đó là đối với việc các bạn sử dụng điện thoại thì ở đây cái bộ nhận nó sẽ có cổng là cổng Type-C, cho nên là các bạn sẽ sử dụng được với một số những cái dòng điện thoại có chân cổng Type-C, ví dụ như là điện thoại Samsung này, Oppo hoặc là Xiaomi các thứ đó. Miễn sao là điện thoại của bạn có chân cổng Type-C là chúng ta có thể sử dụng được. Đó. Còn đối với những bạn mà sử dụng điện thoại iPhone ấy có chân cổng Lightning thì các bạn cũng đừng lo, bởi vì nhà sản xuất sẽ có cho chúng ta những cái bộ mic mà nó sẽ có chân cổng thay vì Type-C như này, thì nó là chân cổng Lightning để các bạn có thể sử dụng được phù hợp với các dòng điện thoại smartphone của mình. Ok nha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có là hai cục TX, đó chính là hai cục mic dành cho hai người nói. Đó, hai cục TX này thì chất liệu sản phẩm thì một lát nữa thì mình sẽ đánh giá chi tiết hơn. Ok, các bạn có thể nhìn nha. Rồi. Phụ kiện tiếp theo đó là chúng ta sẽ có thêm là hai dây kẻ áo. Đó, dây mic kẻ áo như mình đang sử dụng ở đây. Đó là những cái dây mic kiểu dạng như này để giúp các bạn có thể cài vào trên cổ áo nó được gọn hơn. Chúng ta có hai dây dành cho hai người. Ở đây chúng ta sẽ có thêm đó là cái anten. Anten này để làm gì? Là để giúp các bạn có thể lắp vào cái cục mic ấy, cục nó gọi là cục TX transmitter. Đó, để giúp các bạn có thể kết nối với cái cục RX là cục receiver như thế này. Và cái tầm thu tầm xa mà hai cái bộ này nó có thể hoạt động được với nhau nó là 70m. Đó, 70m trong trường hợp đó là nó không có vật cản, các bạn lưu ý nhá. Chúng ta có thể sử dụng tầm xa là như vậy. Đây chính là cái phần phụ kiện cuối cùng, các bạn nhìn nha. Và với cái phụ kiện này, để giúp các bạn có thể gắn được vào cái cổng Type-C của cục RX ấy, cục nhận ấy, để biến cho các bạn cái cục RX này nó trở thành một cục nhận đối với cổng USB. Cổng USB này để các bạn có thể sử dụng được với laptop này, hoặc là các bạn có thể sử dụng được với PC, máy tính bảng, miễn sao nó là cổng USB. Thậm chí các bạn cũng có thể sử dụng được với cả những chiếc loa kéo mà nó có cổng là cổng USB, chúng ta đều có thể sử dụng được nha. Đó, rất là đa năng, đúng không nào? Còn ngoài ra đối với cái cổng Type-C như thế này này thì các bạn cũng có thể sử dụng được với một số những cái dòng sản phẩm MacBook mà nó có cổng Type-C ấy, chúng ta có thể đều cắm được nha. Đó, ok. Rồi, mình sẽ đi vào chi tiết hơn để cho hướng dẫn các bạn cách sử dụng những cái bộ mic kiểu dạng như này. Và phụ kiện đã có rồi thì ngay bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng bộ mic SRVKM2100 này nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải cài đặt một chút bộ TX. Nói là cài đặt thì nó cũng không có gì khó khăn phức tạp đâu. Các bạn đầu tiên là chỉ cần gắn cái phần dâu anten này vào này. Đó. Rồi, nhớ gắn chắc một chút nhá. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ cài cái phần dây lava, dây kẻ áo. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cổng, một cổng là line in và một cổng đó là cổng mic, thì các bạn sẽ phải gắn cái dây kẻ áo này vào cổng mic nhá. Đó. Ok chưa nào? Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ cấp nguồn cho bộ mic này. Khác với một số những cái dòng sản phẩm mic thu âm trước đó là nó sẽ phải sạc bằng pin lithium ở bên trong, thì đối với bộ SRVKM2100 này thì chúng ta sẽ sử dụng những cái loại pin rời như này. Và mình khuyên các bạn nên sử dụng những cái loại pin sạc để chúng ta có thể sử dụng được thời gian nó lâu hơn. Ví dụ như là ở đây mình đang sử dụng là một đôi pin sạc này của nhà sản xuất Panasonic Elelope này. Thì với hai viên pin như thế này thì chúng ta có thể sử dụng liên tục, bộ mic này có thể lên tới khoảng tầm 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Các bạn lưu ý nha.
Còn nếu như các bạn sử dụng pin một lần ấy thì nên dùng những cái loại pin mà nó có dung lượng cao thì chúng ta mới dùng được lâu. Còn những cái loại dung lượng thấp thì các bạn chỉ dùng được khoảng tầm dưới 30 phút hoặc là cùng lắm 45 phút thôi. Với cái thời gian đấy thì nó không đáng kể lắm, đúng không nào? Ok, bây giờ thì mình sẽ lắp pin này. Lưu ý là chúng ta sẽ phải lắp đúng chiều pin nha. Ở bên phần thân bên tay trái theo hướng nhìn của các bạn ở đây này thì chúng ta sẽ có một cái nút nguồn các bạn bật lên. Rồi, bật lên khi đó thì nó có bóng báo nháy ở đây. Như vậy là ok rồi. Đó, có nghĩa là pin đã lắp đúng và có thể sử dụng được rồi. Ở bên hông này chúng ta sẽ có một nút cộng trừ. Cộng trừ đây chính là cái nút tăng giảm volume âm lượng để các bạn có thể nói ở đây. Các bạn muốn to thì có thể tích cộng, còn nhỏ hơn thì có thể tích trừ. Nhớ nha. Đây là cái phần kẹp này. Phần kẹp này để giúp các bạn có thể cài vào phần thắt lưng hoặc là các bạn cài vào trong túi như nào đó thì nó được thuận lợi hơn đối với cái phần kẹp này nha. Tương tự như đối với cái cục TX còn lại thì chúng ta cũng cài đặt hoàn toàn tương tự thôi. Rồi, đó là đối với cục TX, còn cục RX thì sao? Cục RX thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải xác định là các bạn dùng với thiết bị gì trước, điện thoại hoặc là máy tính. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần chân cắm này sao cho nó phù hợp. Ở đây mình sẽ test thử đối với cái điện thoại smartphone của mình, nó có cổng Type-C. Thì ok, mình sẽ để cái cục RX, nó là cái chân Type-C, chúng ta sẽ cắm vào đây. Đó, rồi. Khi mà các bạn cắm vào ấy thì ở trên cục RX nó có một cái bóng báo màu xanh nhỏ ở đây. Và khi cái bóng báo đấy thì cả ba cục nó đều sáng như nhau, nó không bị nhấp nháy thì lúc đó nó đã connect được với nhau. Còn nếu mà nó không connect được với nhau thì nó sẽ báo hiệu như này. Đây các bạn nhìn nhá. Đó, nó cứ báo nháy chớp như này. Đó. Lưu ý nhá, nếu mà chúng ta muốn sử dụng thì nó phải đó là nó nháy như nhau đồng thời như này, sáng liền. Ok chưa nào? Rồi, tiếp đến việc còn lại thì chúng ta sẽ vào phần mềm quay phim hoặc là ghi âm của điện thoại hoặc là máy tính là các bạn có thể sử dụng được thôi. Đó, ở đây ví dụ như là mình sẽ sử dụng đó là mình quay phim thử chẳng hạn này. Ok. Đây. Mình sẽ quay thử một đoạn cho các bạn có thể thấy được chất lượng âm thanh của bộ mic này như thế nào nhá. Rồi. Xin chào quý vị và các bạn, và ở đoạn video này mình đang test thử bộ mic thu âm Saramonic, một phiên bản hoàn toàn mới có tên là SRVKM2100. Và với bộ mic thu âm này để giúp các bạn có thể sử dụng được với máy tính, điện thoại có chân cổng Type-C. Hy vọng với chất lượng âm thanh của bộ mic này sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong quá trình cải thiện chất lượng âm thanh khi chúng ta thu âm. Đó. Ok, còn đối với việc các bạn sử dụng với máy tính thì như thế nào? Nó cũng hoàn toàn đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần thay cái chân USB này này, cắm vào phần Type-C này. Và công việc còn lại, trên chiếc máy tính của chúng ta có những cái cổng USB như này, thì các bạn chỉ cần cài vào là xong. Đó, rất là đơn giản đúng không nào? Rồi, các bạn lưu ý giúp mình một chút, đó là trên cái cổng, trên cái cục RX ấy, của bộ Saramonic này thì chúng ta có một số những cái nút bấm như sau. Đầu tiên là cái chế độ gạt stereo và chế độ mono thì các bạn có thể gạt ở đây. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phần rắc tai nghe để các bạn có thể check âm thanh xem là có hay không thì các bạn có thể check ở đây. Và cuối cùng nó là cái nút để các bạn có thể, ở đây nó ghi là pair này, nó để giúp các bạn có thể connect được với cái bộ này. Đó. Đấy, thì các bạn sẽ ấn đồng thời hai cái nút này và cái nút cộng trừ ở đây. Thì chẳng may trong trường hợp chúng ta bị mất connect với nhau thì các bạn có thể reset lại bằng cái việc đó. Vâng, và đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn giới thiệu tới các bạn là bộ mic SRVKM2100 của nhà sản xuất Saramonic. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là mua sản phẩm mic thu âm này thì các bạn có thể click vào đường link phía bên dưới clip hoặc gọi điện trực tiếp tới số hotline bán hàng của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.